Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Phong Cận TV đây. Và chào mừng anh em đã đến với một video mini world mới của mình nha. Yeah. Ok anh em ơi, thì hôm nay mình lại tiếp tục làm thêm một video mini world mới cho anh em xem ở đây. Và trước khi vào video này, vẫn là câu nói đầy ám ảnh, đó chính là các bạn đừng quên là hãy để cho mình một like nè, một share nè, và nhấn nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình, giúp cho mình mau mau đạt được 1 triệu subscribe anh em. Hiện tại là kênh của mình đã đạt được 920k subscribe rồi, chỉ còn thiếu 80k subscribe thôi chúng ta sẽ được 1 triệu subscribe anh em ơi. Các bạn hãy đăng ký họ cho mình để cho hero team của chúng ta sẽ có được thêm một cái nút vàng nữa nha. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều nha, cảm ơn. Còn bây giờ thì chúng ta bắt đầu vào video hay nào mấy bạn ơi, let's go. Ok bạn ơi, thì đố mấy bạn rằng là mình đang ở đâu nè. Đây, mình sẽ cho bạn xem nha. Xung quanh của mình bạn có thể nhìn thấy nè. Đó, xung quanh của mình đang có rất là nhiều những cái hòn đảo luôn anh em ơi. Và những cái hòn đảo này á, tè những hòn đảo rất là quý hiếm luôn nha. Chẳng hạn như là đảo kim cương nè. Đó, nguyên một cái hòn đảo được làm bằng kim cương luôn bạn ơi, xịn thật sự. Bên đây thì là một cái hòn đảo được làm bằng sắt nè. Đó, còn bên đây là một hòn đảo được làm từ cái này hình như là khói ở trên cái mặt trăng thì phải. Đó, còn bên đây là hòn đảo được làm từ ngọc lục bảo. Bên đây là hòn đảo được làm bằng vàng nữa bạn. Đó, rất là xịn luôn nha. Những cái hòn đảo này có thể nói rằng là những cái hòn đảo khoáng sản cực kỳ quý hiếm luôn. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau sinh tồn trên những cái hòn đảo này nha anh em. Đó, mà có hòn đảo mà mình nhắm tới á, chắc mấy bạn cũng biết là hòn đảo nào rồi đúng không? Đó chính là hòn đảo kim cương anh em ơi. Trời, con người mà chúng ta ai cũng thích kim cương hơn đúng không các bạn? Trời, kim cương vẫn là quý giá nhất đúng không các bạn? Trời ơi, vàng với lại lục bảo với lại là sắt làm sao bằng kim cương được. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau gọi là sinh tồn để mau mau qua bên cái hòn đảo kim cương nha. Ok, thì bắt đầu sinh tồn thì cái việc đầu tiên khi mà vào sinh tồn đó chính là gọi là chúng ta phải chặt cây bạn ơi. Đó chính là cái điều mà gọi là ai sinh tồn cũng phải biết hết. Đó chính là điều đầu tiên vào là phải chặt cây trước để chúng ta lấy một ít gỗ đã. Có gỗ rồi chúng ta mới bắt đầu chúng ta sinh tồn được đúng không các bạn? Không biết rằng là cái hòn đảo này sinh tồn nó có dễ sống hay không đây. Mình sợ tối nó xuất hiện zombie hay gì nó cắn mình là chết luôn á. Ok, ơi có cái rương nè, để mình xem cái rương này có gì nha. Bên trong nó có gỗ nữa bạn. Có gỗ nè, có mầm cây nè, có sản kim cương nữa nè, có nước, có dung nham, ui có thức ăn nữa nè. Wow, hợp lý. Ui có cơm mấy bạn ơi, có cơm. Dạ, chúng ta đã có được thức ăn rồi, chúng ta không lo bị chết đói nữa bạn ơi. Trời, không có thức ăn là chết chắc luôn á. Rồi bây giờ mình sẽ gọi là chế tạo gỗ đây nè, sau đó là mình sẽ chế là thành khúc gỗ nhỏ, rồi mình sẽ chế cho mình một cây cúp nha. Đó, chúng ta sẽ lấy cái cúp gỗ này, chúng ta đi đào một ít đá đã, sau đó sẽ nâng cấp lên thành cúp sắt, cúp vàng luôn. Đó, để chúng ta đào kim cương nữa chứ đúng không bạn? Cúp gỗ thì không đào kim cương được, chúng ta cần phải có cúp cúp sắt thì mới đào được nha. Rồi, để mình đào cái này ra để mình gọi là có chỗ để mình mai nè. Ok, đào chỗ này ra. Ui, bên dưới còn có vàng nữa đó bạn, nhiều thế. Tính ra là có hòn đảo mình đang sống cũng rất là nhiều khoáng sản luôn bạn ơi. Ok, đào này ra. Ui, có ngọc lục bảo nữa nè. Wow, xịn nha, đi mai có tí là thấy được quá trời luôn. Ui, có kim cương nữa nè. Wow, cái hòn đảo của mình coi bộ cũng nhiều khoáng sản ghê luôn các bạn. Rồi, để mình leo lên trên nha. Bây giờ là mình sẽ chế cho mình một cái cây cây rìu bằng đá nè. Đây, chế cho mình một cây rìu bằng đá nha. Đây, mình đã có được cây rìu bằng đá rồi. Bây giờ cây rìu bằng đá chúng ta sẽ cần phải kiếm thêm sắt để mình coi coi. Bên đây nó có sắt nè, bên đây nó có khói sắt nữa bạn. Mình sẽ đặt block mình qua để mình lấy khói sắt nha. Chúng ta sẽ lấy khói sắt để chúng ta gọi là chế thành cúp sắt. Rồi sau đó từ cúp sắt chúng ta sẽ gọi là chế thành cúp kim cương luôn. Ok, qua đây. Wow, một cái cây bằng sắt mấy bạn ơi. Quá hợp lý, đào liền. À mấy bạn, có thể là một số bạn sẽ hơi tò mò lý do vì sao mình lại không mời cái thành viên của Hero Team vào đây chơi cùng với mình, mà mình lại sinh tồn một mình đúng không? Thì mình sẽ giải thích cho bạn biết luôn, đó chính là cái map này không thể nào mà chơi được hai người bạn ơi. Cái map này chỉ chơi được có một người thôi, chứ không thôi là mình sẽ rủ anh Dịch nè, rủ Timmy nè, rủ Camui, rủ các thành viên của Hero Team vào đây chơi chống mình. Nhưng mà buồn ở chỗ là cái map này chỉ có thể chơi được một người thôi. Buồn ơi là buồn luôn á, không rủ được mọi người vào đây chơi chung. Hey, ok, thôi không sao, chơi một mình cũng vui mà. Bây giờ là mình sẽ chế sắt ra nè. Rồi, chế sắt ra. Sở chế thêm que gỗ nè. Chúng ta sẽ làm được cây cúp sắt mấy bạn ơi. Wow, cúp bằng sắt nè. Chúng ta đã có được cúp bằng sắt rồi anh em ơi. Quá xịn luôn. Ok, rồi bây giờ mình sẽ đào cái viên kim cương ở chỗ này ra đã. Chỗ này người ta xây cho mình một cái chỗ để mình đào kim cương nè. Ê, rồi xong, mất dung nham luôn rồi. À, không sao không sao, kệ. Cần gì dung nham? Mình còn rất là nhiều dung nham ở đây luôn mà nói gì. Mình còn rất là nhiều dung nham ở đây luôn mà nói gì. Ôi, kim cương. Kim cương của mình rơi xuống dưới rồi. No, mất viên kim cương các bạn ơi. À, thôi không sao, kệ đi. Mình còn nguyên một cái hòn đảo kim cương bên đây mà, lo gì đúng không? À khoan,
Hình như là mình để ý là trên những cái hòn đảo này nó có những cái rương anh em ơi, để mình xem cái rương này là gì nha. Ồ, trong cái rương này nó có sắt nè, với lại là áo giáp bằng sắt luôn. Wow, xịn quá vậy. Ok, vậy là có áo giáp để mình mặc rồi bạn ơi. Ồ, có áo giáp mặc rồi. Ok. Hình như nãy mình mới thấy anh dân làng. Đó, bạn ơi, anh dân làng nè. Hello dân làng. Trời ơi bạn ơi, chúng ta không cô đơn nữa bạn ạ. Chúng ta đã có được anh dân làng để sống chung với chúng ta rồi. Chúng ta sẽ không phải sống một mình cô đơn nữa bạn ơi. Mừng quá mừng quá. Để xem coi anh dân làng anh đổi đồ gì nha. Để xem coi. Wow, anh đổi giáp kim cương nè, với lại đổi cung gỗ nè. Ồ, không sao cả. Anh dân làng, anh hãy ở đây sống cùng tôi nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau sinh tồn ở đây nha anh dân làng. Trời ơi, mừng quá các anh ở đây cùng với tôi rồi. Đây cùng với tôi rồi. Trời là trời, mới có anh dân làng ở đây xuất hiện với mình lỡ tay mình đẩy anh dân làng xuống luôn rồi. Buồn ghê luôn á anh dân làng. Anh dân làng ơi, anh lên đây lại với tôi đi, tôi sống ở đây cô đơn lắm anh dân làng ơi. Ôi xong luôn rồi, mất anh dân làng luôn rồi. Kỳ này là toang rồi, toang rồi. Sống một mình cô đơn rồi các bạn ơi. Thôi mà không sao cả. Chúng ta cứ gọi là qua bên đảo kim cương chúng ta sống đi. Ok, rồi để mình qua bên đảo. Ai! Xong luôn, chơi ngu luôn rồi, té luôn rồi, chết luôn rồi bạn ơi. Trời ơi trời, mình đặt lóc hay quá, mình đặt sao mình té chết luôn. Rồi thôi xong, mất hết đồ luôn, rồi xong luôn. Kỳ này toang rồi, không còn cái gì để sinh tồn nữa rồi, chết tôi rồi. Đào một ít đá nè, để chúng ta chế lại cho chúng ta những cái cây gì ta, cây cúp bằng sắt, bằng kim cương bạn ơi. Khổ hết sức luôn á trời. Đào làm sao mà tự nhiên bị té xuống xong giờ phải làm lại từ đầu, chế tạo lại từ đầu, khổ hết sức. Ok rồi, leo trên nè. Ui, mới đó một con quái vật đã xuất hiện rồi, ghê thiệt. Mày hả mày, quái vật này. Trời ơi, mình mới vừa gọi là đào có hầm có tí xíu thôi mà một con quái vật xuất hiện rồi các bạn ơi. Cho coi bộ có hòn đảo này quái vật xuất hiện nhiều lắm luôn nha. Rồi bây giờ mình sẽ chế cho mình cái cây cúp đá nè. Rồi chúng ta sẽ lấy cái cúp đá, chúng ta qua bên cái hòn đảo làm bằng sắt nè, chúng ta qua bên đó chúng ta lấy cho chúng ta gì ta, ít sắt nha. Mình sẽ phải đi từ từ các bạn ơi, đi nhanh quá là té chết đấy. Đi từ từ thôi, nhanh quá là té chết đấy. Ok, từ qua nè, chậm chạp thôi. Ok rồi, lấy sắt thôi. Cái cây bằng sắt nè, chúng ta sẽ đập cái cây bằng sắt này ra. Rồi ok, lấy hai cục thôi được rồi, trong đây có gì không? Có quá trời sắt luôn các bạn, 64 cục sắt luôn nè. Ok, lấy luôn, đi về nhà. Một con nhện xuất hiện, mình phải giết nó. Mày hả nhện? Chết đi. Ui, một con quái vật bên dưới đây cũng xuất hiện đó nè. Ui, sao mà xuất hiện quái vật nhiều hết ta. Mới đó mà xuất hiện quá trời quái vật luôn. Không được rồi. Mình sẽ phải thắp sáng bên dưới lên. Không thôi là quái vật xuất hiện rồi chết đấy. Rồi bây giờ mình sẽ chế cho mình một cây cúp bằng sắt nè. Ok, có cúp bằng sắt rồi. Bây giờ chúng ta sẽ qua bên cái hòn đảo bên đây để coi bên đây có gì nha anh em. Mình sẽ qua thử bên hòn đảo bên đây coi. Ok, hòn đảo được làm bằng ngọc lục bảo nè. Mình sẽ xem coi. Ui, bên trong đây nó có nhiều mấy cái đồ ở trên mặt trăng quá vậy. Wow, xịn nha, quá trời đồ luôn. Ok rồi, đi xuống dưới đây nào. Ôi, lại xuất hiện quái vật rồi nè. Sao mà nhiều quái vật quá ta. Mới cứ đi qua đi lại coi tí xuất hiện quái vật tiếp rồi. Mình phải lắp cái này lại mới được. Để lại vậy là tí nữa quái vật xuất hiện là chết mình luôn á. Ok rồi, bây giờ là tới lượt hòn đảo vàng coi. Qua hòn đảo vàng xem hòn đảo vàng có gì nha anh em. Mình sẽ qua thử hòn đảo vàng nè. Ok rồi, coi. Hòn đảo vàng thì chúng ta có rất là nhiều vàng với là một cây giáo. Còn giáp vàng thì mình sẽ không lấy đâu, tại vì mình có giáp kim cương rồi, lấy giáp vàng làm gì nữa đúng không? Rồi ok, bây giờ mình mới vừa nghe tiếng quái vật bên dưới đây các bạn ơi. Quái vật nào? Ơi, trứng nổ. No, oh my god. Ui, còn một con nè. Mày hả mày, trứng nổ nè. Oh my god, trứng nổ bạn ơi, ghê thiệt, nó nổ mình một cái banh xác luôn bạn ơi. Trời ơi, trời, không ngờ ở bên dưới nhà mình lại có nhiều quái vật đến như vậy luôn á. Ồ, ghê vậy. Không biết bên dưới đây nó có gọi là đá điện không ta. Mình đang cần đá điện nè, để mình chế tạo cho mình cái phi thuyền mình bay lên mặt trăng luôn. Ok bạn ơi,
Thì mình nghĩ rằng á là trong tập này sinh tồn đến đây là đủ rồi. Mình nghĩ rằng á là trong những tập sau á thì mình sẽ chế tạo cho mình thêm gọi là cẩm xuống địa ngục nè, để mình giết rồng nè. Sau đó chúng ta sẽ làm thêm phi thuyền để chúng ta bay lên mặt trăng nữa nha. Có lẽ trong tập sau mình phải tìm cách mình mời anh Dịch nè, mời mọi người trong team mình vô sinh tồn cùng với mình, chứ một mình không thể nào chiến đấu lại mấy con quái vật này rồi các bạn ơi. À, trời, nguy hiểm quá, nguy hiểm quá. Ok, và cảm ơn anh em đã xem video này nha. Và nếu như mà anh em thấy thích video này thì đừng quên là để lại cho mình một like nè, một share nè, và nhớ nhấn subscribe đăng ký hội cho kênh YouTube mình, giúp cho mình mong đạt được 1 triệu subscribe anh em. Còn bây giờ thì mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây. Bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye, yêu anh em, vãi rồi, tạm biệt.